Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Đinh Quang Thái, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng của ngày thứ ba 18 tháng 1 năm 2022. Cảm ơn quý vị rất nhiều, gửi lời chào anh Đinh Quang Thái ngày hôm nay. Kính chào quý khán giả, chào anh Hoàng Trọng Thủy. Anh muốn mở đầu câu chuyện buổi sáng hôm nay bằng tôi tức nào? Muốn mở đầu câu chuyện buổi sáng hôm nay bằng những câu tuyên bố của những nhà chính trị gia liên quan đến Covid-19. Dạ. Chúng ta đều biết trong thời gian gần đây đó, ở nước Anh bị cái chuyện là cái ông Boris Johnson đó, thủ tướng mình chỉ trích dữ dội về cái chuyện mà đang đúng lúc nước Anh đang lockdown, cấm dân chúng là không được tập họp, đi từ nhà này qua nhà kia phải xin phép, thì ngay tại văn phòng của thủ tướng 100 người ngồi nhậu nhạt uống rượu bia lung tung, thì bây giờ dư luận còn đang ép ông từ chức. Sáng nay ông nói một câu xanh dần, ông mà đâu có ai cảnh cáo tôi biết là cái việc tôi làm nó phạm luật đâu. Một ông thủ tướng mà đã ra lệnh người ta như thế thì ông phải biết cái chuyện ông nhậu nhạt như vậy là sai chứ. Đằng này bây giờ ông bảo không có ai nhắc tôi cái chuyện đó. Anh có nghĩ rằng cái vị thế của ông Boris Johnson cũng sẽ rơi vào cái vị thế của ông Gavin Newsom của California cũng tương tự trường hợp? Gavin Newsom thì bị recall, tức là bị gọi là cái gì đó, người ta muốn vận động bãi chức. Vận động bãi chức ông. Còn ông Boris Johnson thì phải đối muốn phó muốn kêu từ chức luôn. Làm quốc hội thôi, bởi vì bên kia là đại nghị chế là do quốc hội bầu lên. Cái vấn đề là người dân Anh người ta chịu đựng cái chuyện đó tới mức độ nào? Có bao nhiêu người chết vì Covid, người ta không được đi ăn tiệc, người ta không được đi đám cưới, người ta không được đi chơi. Còn ông thủ tướng thì phê phê như vậy. Những cái điều mà tôi đọc cái tin, cái câu tuyên bố của ông Boris Johnson, Johnson sáng ngày hôm nay, tôi hơi lấy một ngạc nhiên thế này. Làm lãnh đạo thì phải biết nhịn miệng chứ. Đúng không? Ông Gavin Newsom của chúng ta thì California thì nhịn một bữa ăn sinh nhật đi, việc gì phải đi ăn một bữa, cho dù nó sang trọng cách nào đi chăng nữa, cũng phải nghĩ tới bao nhiêu người của Cali người ta đang khổ. Cho nên khi mà họ recall ông Newsom đó, dĩ nhiên đó là động cơ chính trị giữa đảng này với phe kia, cũng đều là cái lời cảnh cáo cho ông thấy là vừa thôi chứ phải không? Cái như trường hợp ở Việt Nam, cái tô lâm tô léo vậy đó. Đại tướng công an đi ăn một cái món steak mấy ngàn đồng bạc, há mồm mà để cho nó đút cái miếng steak vào là còn dơ cái tay như vậy nữa. Dân người ta chửi là đúng rồi. Lãnh đạo là phải biết nhịn miệng, cái đó thì rõ ràng lắm. Và nhân cơ hội anh trình bày về Covid-19 thì ngày hôm nay, sáng nay báo cáo từ quận Cam tới Los Angeles, họ nói rằng so với tháng 12 năm ngoái đến giờ phút này, quận Cam và Los Angeles có trường hợp nhiễm Covid-19 cao nhất, thưa quý vị. Thế nhưng trong cái tin không được vui đó thì tin thứ nhì họ nói một điều may mắn, trong vòng một tuần lễ vừa qua, số positive test rate, tỷ lệ những người mà đã xét nghiệm mà đưa về cái kết quả là dương tính đã giảm so với tuần trước. Điều này có nghĩa là số trường hợp bị nhiễm được tính được bắt đầu giảm. Ở Los Angeles thì giảm vào khoảng 8%, quận Cam thì giảm vào khoảng 2-3%. Nhưng mà có giảm so với những tuần lễ trước. Và điều này đi cùng hướng với các chuyên gia về y tế hy vọng rằng một thời gian ngắn sắp tới, vào tuần này hoặc là tuần tới, theo các chuyên gia quốc tế và Hoa Kỳ đều tuyên bố là chiều hướng đỉnh điểm của Covid-19 sẽ giảm, và dựa trên con số địa phương của chúng ta từ quận Cam tới Los Angeles. Tuy nhiên đến giờ phút này, tình trạng lây nhiễm vẫn còn gia tăng, các bệnh viện vẫn còn đón nhận bệnh nhân vì bệnh trở nặng nhiều hơn. Los Angeles báo cáo ngày hôm qua, quận với hơn 10 triệu dân ghi nhận có tất cả là 31.576 trường hợp nhiễm COVID-19 và là mức cao nhất so với ngày 17 tháng 12 của năm 2021. Và
trung bình vừa qua đó, họ nói có tất cả là 3.360 trường hợp mới trong ngày hôm qua, cộng thêm với các số liệu trung bình về xét nghiệm cũng như nhập bệnh viện. Số người tử vong thì đỡ hơn nhiều so với thời gian trước, thưa quý vị. Trong số những người thiệt mạng đó, 772 người phải nhập bệnh viện đó, thì cái số người tử nạn chết vì COVID-19 cũng không có tăng cao hơn 27 người vào hôm thứ Hai. Con số 27 người rất thấp so với tình trạng của Delta. GV quận Cam thì số liệu cũng ghi nhận gia tăng, nhưng mà thấp hơn nhiều so với Los Angeles, và tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng giảm hơn. Thì đó là những điểm ghi nhận được. Bên cạnh đó thì về vấn đề thời tiết, ngày hôm qua chúng tôi báo cáo về bão tuyết ở bên phía đông bắc đó, anh Đinh Quang Thái, nhất là những cái tiểu bang từ South Carolina lên đến New York luôn. Hôm nay cái ảnh hưởng, cái đuôi của bão nó vẫn còn mang tuyết xuống, và cái chuyện mà ra đường đi làm cũng còn gặp nhiều khó khăn lắm, và các chuyến bay vẫn còn trì hoãn, nhưng mà đã giảm hơn so với ngày hôm qua. Hôm qua cả ngàn chuyến bay không bay vào được, không đáp xuống được, mà có những cái chuyến bay quốc tế họ phải đáp vào những cái phi trường khác, rồi từ đó mới trung chuyển sang đến các phi trường chẳng hạn như đến Atlanta vân vân, hoặc là lên phía bắc của Chicago. Có một cái bản tin của hãng thông tấn AFP sáng hôm nay cho thấy rằng phía nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc họ đó có cả một cái toan tính lâu dài ngay sau khi đại dịch xảy ra. Mình cũng đã biết cái tin đó rồi, tức là khi mà đại dịch bắt đầu bùng nổ từ bên Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 đó, thì Trung Quốc đã tung người đi ra các nước trên thế giới để mua tất cả những cái vật dụng y tế cho cái đại dịch đó, chống đối, từ khẩu trang cho tới PPP, tức là những cái bộ phận, xin lỗi quý vị, những cái bộ trang phục để dành cho y tế. Những cái bản tin của hãng thông tấn AFP sáng ngày hôm nay mà phóng viên họ đi điều tra cặn kẽ, họ bảo tất cả mọi kệ hàng ở bên Pháp, không có kệ hàng nào bây giờ mà không có tràn ngập khẩu trang made in China. Và những bộ quần áo y tế vân vân. Tại sao? Bởi vì họ đưa một cái thí dụ là một trong những cái khẩu trang mà trang phục y tế đó được làm tại một cái hãng ở bên Trung Quốc. Và cái hãng đó chỉ có 2 nhân viên thôi. Vì cái hãng đó trước kia họ chỉ sản xuất những mặt hàng khác, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu của thế giới cần khẩu trang nhiều quá, y tế nhiều quá, thì những cái hãng nhỏ đó nó chuyển qua, nó làm thuần túy khẩu trang và dụng cụ y tế để nó cung cấp cho các quốc gia Tây phương. Và như vậy đó, bây giờ họ đi, phóng viên họ đi đào lại cái thời gian của 2019 ấy, họ mới thấy rằng nó có một cái hiện tượng là các quốc gia đều thiếu khẩu trang, đều thiếu vật dụng y tế, thì những cái loại đó được đưa lên máy bay chở kìn về Trung Quốc trước. Rồi sau đó Trung Quốc lại chơi cái trò gọi là xuất cảng trở lại, tặng cho những quốc gia phi châu để mà lấy lòng. Nhưng mà bây giờ đó thì các kệ hàng của bên Pháp tràn hết những cái mặt hàng đó. Cái vấn đề là giá cả nữa cơ, phải nhìn nhận như vậy. Họ đưa một cái thí dụ, họ bảo là có những cái khẩu trang tốt của nước Pháp sản xuất đó, giá đắt gấp 3 lần cái khẩu trang của Trung Quốc. Đúng rồi. Thì người dân người ta sẽ có một cái sự cân nhắc chọn lựa. Đó là vấn đề gọi là cung và cầu thôi. Thì hiện tượng về nước Mỹ cũng có thể xảy ra như vậy. Ngày hôm qua chúng ta có nói tới hai cái loại khẩu trang, một cái loại là N95 phải không? Và một cái loại là NK95. Thì cái NK95 là thuần túy do Trung Quốc sản xuất. Và cái đó nó vẫn cạnh tranh với những cái loại khẩu trang khác tại nước Mỹ, vì lý do đơn giản thôi là giá nó rẻ, và thứ hai nữa là nó bảo vệ được cái sự lây lan của COVID ấy, nhiều hơn là các loại khẩu trang mà chúng ta làm bằng vải. Đây là một cái vấn đề lớn. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề mà gọi là vaccine or not vaccine, nói theo cái câu to be or not to be, phải không? Chức hay không chức? Vaccine. Chính phủ Hy Lạp vừa mới đưa ra cái lệnh sáng ngày hôm nay là tất cả những người nào trên 60 tuổi mà không chịu chích vaccine ấy, thì sẽ bị phạt tiền. Và cái tiền họ lấy vào cái tiền thuế hàng tháng, họ ép thêm cái tiền thuế hàng tháng của người đó. Cái số tiền có thể lên tới cả 100 Mỹ Kim một tháng nếu mà một người không chịu chích vaccine. Như Delta, hãng Delta trước đây từng tuyên bố những quý vị nào không chích ngừa thì không sao hết, nhưng mà tiền bảo hiểm hàng tháng của quý vị có thể tăng thêm 200 đồng, 200 Mỹ Kim. Hôm qua mình có nhắc tới Djokovic,
Các anh chàng người Serbia đây. Thì chuyện gì xảy đến với anh? Tin tức này mới đến từ Pháp, mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi ngay sau phần quảng cáo. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung. Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú. Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345. 1800 227 2345.